Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 4774 về việc thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư theo yêu cầu của Bộ xây dựng. Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, quỹ ban nhân dân quận quyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cải tạo lại từng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo các nội dung quy định, tham mưu đề xuất quỹ ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo trình tự thủ tục quy định của luật nhà ở chủ trì phối hợp các sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, quyện và chủ đầu tư dự án lập trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư sau khi có văn bản chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cưỡng chế di dời theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không thực hiện di dời theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và đề nghị Công an thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Xây dựng có ý kiến về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tòa nhà chung cư theo quy định.